Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lâm Minh, lâu quá không gặp. Thì mình Facebook của mình vừa mới được thả ra sau hơn một tháng. Hôm nay mình tiếp tục live stream để cập nhật những cái tình hình đất nước, xã hội, chính trị và con người. Thì trong suốt mấy tuần qua mình không có live stream, nhưng mà cũng thấy có nhiều cái sự việc xảy ra, nhất là cái vụ mà tiến sĩ tiến sĩ về cầu lông đó, cái chương trình đó. Thì là mình thấy có rất nhiều người trong nước cũng như là ở ngoài hải ngoại, họ bàn tán xôn xao về vấn đề mà luận án tiến sĩ nhá, luận án tiến sĩ cầu lông. Thì một số những người trong nước họ cảm thấy cái đó giống như cái gì đó là nó xa lạ, và cũng có một số người họ viết những cái bài viết như là châm biếm, rồi tụi hải ngoại thì nó cũng hùa theo, nó nói Việt Nam thì lắm tiến sĩ thế này thế nọ vân vân. Thì anh chị các bạn nhớ vấn đề mà tiến sĩ cầu lông á, nó là có thật chứ không phải là không. Ở những cái quốc gia phát triển như ở Malaysia, cái ông gọi là tiến sĩ cầu lông Lý Tông Quỷ, ông ta là một cũng thuộc về, ông ta có một cái bằng gọi là học vị về tiến sĩ cầu lông trong cái lĩnh vực bên Ấn Độ, như Đài Loan cũng có rất là nhiều những cái quốc gia mà họ có cái tinh thần mà cầu tiến về học vị đó. Thì họ có những cái chương trình tiến sĩ của họ. Tiến sĩ không phải là làm, nó chỉ làm cái học vị để người ta mang cái tính cách gọi là chuyên môn trong bất cứ một cái công việc gì đó. Nó không phải là giống như một số những người khi nghe nói tiến sĩ như ở Việt Nam đó, khi họ nghe kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ hay là hạc sĩ, họ thấy những cái học vị đó thì họ cảm thấy nó rất là phải là một cái gì đó nó vĩ mô và nó khủng khiếp lắm. Như nói đến tiến sĩ thì phải là phát minh thế này thế nọ hay là vân vân. Thế các bạn thấy ngay cả những cái tụi chống cộng ở ngoài như đài BBC tiếng Việt, rồi tụi Việt Tân, rồi tất cả những thành phần hải ngoại, nó hùa theo, nó xuyên tạc, nó chống phá Việt Nam về vấn đề mà luận án tiến sĩ. Các bạn biết ở những cái quốc gia như Do Thái đó, ngay cả một cái người hốt rác, người ta đi dọn rác đó, họ cũng có những cái bằng học vấn của họ cao lắm chứ không phải là thường đâu. Tại vì cái trình độ học vấn của họ đòi hỏi trong cái vấn đề chuyên môn hay là cuộc sống của họ, để cái tạo cho họ cái kiến thức, chứ không phải là phải ở Việt Nam là có văn bằng tiến sĩ là tôi phải phát minh nó. Cái tụi chống cộng nói chung là đại đa số tụi nó là cái lũ ô hợp, toàn là cái dân đầu đường chợ xó, nó lên mạng cái giống quái gì Việt Nam nó xuyên tạc cũng được. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha, cái gì nó cũng có thể chống phá Việt Nam, nó không từ một cái thứ thủ đoạn gì hết. Ngay cả các bạn thấy tụi nó sống ở trên những cái quốc gia phát triển, nhiều khi tụi nó cũng không cập nhật được những cái thông tin đời sống, xã hội, văn hóa. Cho nên khi Việt Nam mà nói về vấn đề tiến sĩ đó, thì tụi nó bắt đầu châm biếm và xuyên tạc. Nó tìm đủ mọi cách để nó phá hoại Việt Nam mình. Các bạn nên, để tôi cho các bạn xem cái vấn đề mà tiến sĩ. Đấy, tôi nói thì phải có bằng chứng, nhưng khi tôi không có nói theo kiểu giống như là chém gió. Các bạn thấy như nãy tôi có nói ông Lý Tấm Vĩ này là một tiến sĩ về bác tiến tính đấy, là cầu lông đó. Các bạn đó, đây là một ở bên đây, là cái người này cũng là một tiến sĩ, được trao văn bằng tiến sĩ, dự án tiến sĩ ở tại Ấn Độ. Đài Loan cũng có rất nhiều người họ có những cái văn bằng tiến sĩ về tùy theo mỗi quốc gia và mỗi cái sự phát triển của đất nước. Chứ không phải khi mà người Việt của mình, các bạn thấy không, tiến sĩ họ cũng có trường lớp đào tạo chuyên môn của họ trong cái lĩnh vực. Tại vì một khi mà con người ta họ càng sống nhân văn hơn thì cái trình độ kiến thức của họ nó càng đi lên cao. Thì người ta phải, người ta học hỏi, nhưng mà không phải
mình người Việt của mình thường hay đặt nặng cái vấn đề, ô anh này tiến sĩ là anh phải phát minh thế này nọ, không phải như vậy quý vị. Cái vấn đề mà tiến sĩ đó là cái học vị về cái tính chuyên môn của mỗi lĩnh vực, khi họ làm việc họ có thể trở thành những người lãnh đạo, chứ không phải họ có thể không phải lúc nào tiến sĩ là phải phát minh. Nhiều khi trong nước những cái người mà dân họ phát minh ra những cái máy công cụ nông nghiệp vân vân trong đời sống mô hình xã hội đó, thì bắt đầu những cái tụi xuyên tạc chống phá đất nước họ nó cứ nói tiến sĩ ở Việt Nam đâu hết, người tại sao mà cái người nông dân hay là một cái người bình thường họ có thể chế ra tạo ra được những cái máy nông cụ như vậy trong một cái xã hội phát triển hiện đại ngày hôm nay. Quý vị anh chị em các bạn nên nhớ đó, người dân và những cái người mà họ có một chút kiến thức đó, họ tiếp cận được những cái công nghệ cao, họ có thể lên mạng họ sưu tầm, họ tìm hiểu, họ có thể làm ra những cái chiếc máy bay không người lái, họ nó có những cái instruction chỉ dẫn hết những cái dữ liệu để là giúp người ta nghiên cứu và tìm tòi. Nó không có giới hạn anh là phải tiến sĩ hay là hạc sĩ hay là phải kỹ sư hay vân vân. Họ có thể họ miễn sao họ biết chữ, biết đọc, biết viết và họ có thể có cái tư duy phát minh phát triển đó, thì họ có thể tìm tòi và họ làm ra phát minh ra những cái nông cụ riêng trong đời sống nhu cầu của xã hội. Đó là chuyện bình thường thôi, không bắt buộc phải là giáo sư tiến sĩ là phải phát minh những cái điều đó. Ngay cả các bạn thấy rất là nhiều người Việt của mình nhầm tưởng gì các bạn cứ nghĩ là Elon Musk phát minh ra cái này, phát minh ra cái nọ. No, tôi nói chuyện các bạn biết không có chuyện đó. Thằng Elon Musk nó chẳng có phát minh cái con khỉ gì cả. Nó là một cái người nó chỉ học trong cái bằng, nó có hai cái tấm bằng cử nhân, một cái gọi là BS, một cái gọi là BA, nó bên Art và bên Science. Và từ đó tại vì nó có cái, nó là một con người cầu tiến, cho nên nó vấn thân vào trong những cái thời kỳ công nghệ cao này đó. Nó vấn thân vào đó và nó tìm tòi và nó học hỏi và nó quy tụ được những người kỹ sư giỏi về phát minh cho nó. Chứ nó đâu có phải là nó phát minh ra xe điện hay là chiếc Tesla vân vân này nọ. Nó thuê rất là một đội ngũ kỹ sư chuyên môn người ta phát minh cho nó để nó ngồi đó nó thu về cái lợi nhuận của nó. Khi mà nó có tiền, như là nó có tiền nữa, khi mà nó gặp cái cơ hội thì nó tiến thân và nó thu tóm những cái văn bằng phát minh của những người khác. Ở cái thằng tài phiệt Mỹ đó là như vậy, thằng Mỹ nó là như vậy, mạnh vì gạo, bao vì tiền. Khi mà nó tạo được cái uy tín của nó trên cái thương trường rồi đó, bắt đầu nó thâu tóm những cái văn bằng phát minh của những người khác. Có nhiều người cứ nghĩ là ông Thomas Edison là người phát minh ra cái bóng đèn, nhưng thực sự không phải. Ổng cũng thâu tóm, ổng chôm cái văn bằng của cái ông gì tôi quên tên rồi, và ổng không xong rồi ổng mua luôn. Đấy, các bạn thấy về thì bắt đầu, tại ổng bỏ tiền ra thì ổng mua về thì trở thành, bây giờ người ta nghĩ là Thomas Edison là người phát minh ra cái bóng đèn. Các bạn thấy có ngay cả những người họ nghĩ rằng tiến sĩ hạc sĩ Việt Nam là phải phát minh. Ngay cả tôi nói chuyện các bạn Bill Gates, ông ta chỉ học ở trình độ gọi là ổng đi học ở cao đẳng sư phạm đó, gọi là ổng vào college cái semester đầu tiên, có nghĩa là cái năm đầu á, ông drop out là ông bỏ học rồi. Tại vì cái môi trường sống của ông, khi ông gặp cái đồng nghiệp, ông làm trong cái hệ thống phần mềm bên Macintosh á, thì ông có cái cơ hội đó và ông phát triển được cái tư duy đó. Các bạn thấy rồi sau này ông mới suy nghĩ qua về cái hệ điều hành DOS operation system đó. Ông mới suy nghĩ ra, tại mà ông đã có những cái lập trình từ bên thằng Apple, thằng Macintosh rồi. Các bạn thấy, rồi sau này ông mới thuê những đội ngũ kỹ sư và ông thu tóm những cái phát minh của những người khác. Ông đem về, ông xây dựng
thành một cái Microsoft quy mô của ổng. Sau này nó có những cái phiên bản Windows thế này thế nọ vân 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 vân. Nó chỉ là vậy thôi. Rồi sau này ổng mới đi học thêm, rồi ổng mới nghiên cứu về luận án tiến sĩ. Các bạn thấy trong vấn đề học vị nó không có giới hạn. Xin lỗi, trong vấn đề phát minh nó không có giới hạn, nhưng mà học vị nó chỉ tạo cái nó là một cái nền tảng để những người đó, những người mà họ khi họ làm việc đó, họ có cái tính cách chuyên môn hơn trong vấn đề, nhất là trong vấn đề lãnh đạo. Thường thường thì những người mà có văn bằng càng cao đó thì họ nắm ở những cái chức vụ gọi là lãnh đạo nhiều hơn, tại vì họ hiểu được những cái nền tảng về triết lý của học vấn và họ sẽ lãnh đạo tốt hơn. Chỉ có vậy thôi. Còn những người mà phát minh không phải là tiến sĩ hay là cái gì đó ghê gớm hạc sĩ. Cho nên hôm nay mình chia sẻ về vấn đề luận án tiến sĩ Cầu Long, mà rất nhiều người họ lên mạng họ xuyên tạc. Nhiều khi tôi đọc, tôi xem anh chị em các bạn chia sẻ về cái luận án tiến sĩ Cầu Long cũng vậy, tôi chỉ biết cười thôi. Tại vì sao? Tôi cũng không có chia sẻ gì được, tại vì cái Facebook tôi bị khóa, nó mới thả ra bữa nay, và tôi chỉ xem thôi. Mà hôm nay thì có cơ hội để tôi chia sẻ, để chúng ta cùng nhau mình đồng cảm với nhau, và mình cùng nhau mình xây dựng quê hương đất nước mình nó tốt đẹp hơn, để chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại. Trong những ngày vừa gần qua tôi vào trong những cái đấu trường của mình, tụi nó chống ghê thôi. Tụi nó xuyên tạc Việt Nam không từ cái thứ gì. Cái giống quái gì nó cũng đem ra, nó chống phá, nó xuyên tạc Việt Nam. Phải nói là, bởi vì tôi gọi tụi nó là cái lũ ô hợp. Tụi nó, anh chị các bạn nghĩ đi, cái đất Mỹ này đâu phải là dễ ăn đâu. Cái con đường học vấn nó gian chung lắm. Tại có nhiều người chưa có bước vào cái con đường mà gọi là học vấn, nó gian chung lắm chứ không phải giỡn đâu. Lên bờ xuống ruộng, có được một cái tấm bằng chào Vũ Trọng Đại, một anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa, thì các bạn thấy đâu phải đơn giản đâu anh chị bạn. Bởi vì cái thành phần mà chống cộng ở bên đất Mỹ này, tụi nó toàn là cái thứ đầu đường xó chợ không à. Nói về kiến thức nó cũng không có. Bởi trên mặt trận không gian mạng này, tôi mà đập tôi nói là không trượt phát nào, bảo đảm với anh chị các bạn. Tôi vào trong mấy cái đấu trường, tôi đấu tranh tụi nó, tôi đập tụi nó không trượt phát nào. Tôi không có Photoshop, mà không phải đi lấy Facebook giả. Tên của tôi lúc nào cũng vậy, Lợi Nguyễn, Lợi Minh hay là Lợi Quang Nguyễn. Tên thật của tôi là người thật, tại vì tôi bị Facebook khi tụi nó báo cáo rồi nó khóa mình lấy lại không được. Có mấy cái thì tôi lấy lại được, có mấy cái mình tại nó phá hoài á, mình khó lấy lại. Bây giờ tôi tìm cách làm sao mà đừng cho nó khóa nữa, thì mình chứng minh những cái hồ sơ gốc giấy tờ đó để làm cái chứng minh. Hy vọng cái Facebook này nó sẽ không bị khóa tiếp. Với lại Lợi Minh hay đi về Việt Nam á, nhiều khi cái IP address của mình nó hay thay đổi. Nhiều lúc mình đang xài bên Mỹ, rồi cái mình xài Việt Nam, cái nó thấy như vậy, nó nói là cái Facebook của mình bị hack, cái nó khóa, nó bắt mình phải chứng nhận. Nhiều khi mình đang đi công chuyện hay làm để kia, mình không có chứng nhận kịp, hay là mình chưa có làm đúng theo cái thủ tục của nó, cái nó khóa. Nhiều khi lâu lắm mới lấy lại được. Thôi thì lại mình ngừng like ở đây. Hôm nay cái đề tài của mình là chỉ chia sẻ về vấn đề luận án tiến sĩ Cầu Long, để các bạn thấy đó là một cái luận án nó có thật hữu ở trên cái xã hội con người, trên cái thương trường quốc tế ngày hôm nay. Không, Việt Nam mình nó chỉ mới thôi. Nói chung Việt Nam mình là một đất nước mới phát triển. Nhiều khi mình đưa vào những cái Việt Nam đưa ra những cái luận án tiến sĩ này tiến sĩ nọ, thì cái dân trí và cái sự hiểu biết, ý thức của người dân
họ chưa có được thoải mái hơn, thì họ họ nhìn chưa có chuẩn, thì họ họ cảm thấy gọi là sao lạ, tiến sĩ là phải là những người mà phải là những cái chuyên môn ngành nghề hay là những cái phát minh gì đó ghê gớm lắm. Nó không như vậy đâu quý vị, nó không hoàn toàn như vậy. Vấn đề học vị nó không có sự giới hạn, người ta học mãi, học triền miên và họ phấn đấu không ngừng trong cái lĩnh vực học vấn để họ có được những cái kiến thức sâu rộng. Khi cái kiến thức sâu rộng thì cái dân trí của con người ta họ sẽ cao hơn trong cái nhận thức, nó đúng đắn hơn trong cái mô hình xã hội hiện đại, và nó sẽ bớt đi những cái nan đề, những cái chuyện mà nó không ra gì ở trong một cái xã hội. Đó là lý do hiện nay anh chị và các bạn thấy xã hội Việt Nam hiện nay tôi hay gọi là một cái nó rất là loạn. Tại vì 9 người 10 ý, 11 hay 12 ý luôn, nó khủng khiếp lắm. Nhiều khi thông tin truyền thông rồi chàng ơi, từ cái mô hình xã hội dân sự nó loạn dã man. Tôi chưa bao giờ thấy cái sự loạn về mô hình dân sự ở tại Việt Nam hiện nay. Nó khủng khiếp. Nó chưa có một cái gì đó bài bản rõ ràng đâu có đó. Đó là cũng là một cái vấn đề mà điên đầu, nhức nhối của một những người lãnh đạo ở Trung ương chứ không phải giỡn đâu. Cái tầm nhìn chiến lược của những người lãnh đạo Trung ương, người ta nhìn, người ta đi rất là xa, đi 5 năm, 10 năm không. Nhưng mà cái còn vấn đề mà mô hình xã hội Việt Nam hiện nay thì nó ê chề, nó khủng khiếp. Thành ra mỗi người cứ góp chung một tiếng nói làm sao cho cái xã hội nó yên ổn và nó tốt đẹp hơn. Thôi thì mình một lần nữa dừng like ở đây. Xin chào anh chị các bạn. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.